Chào mừng các bạn đã quay trở lại Relab, mình là Tuấn Ngọc đây. Hôm nay trên tay của mình đó chính là chiếc Honor 10 Lite. Đây cũng là một trong những sản phẩm mà các bạn nên lưu ý trong cái phần Tết này bởi vì nó đã có mức giá rất là tốt. Vậy thì sau 2 tuần mình sử dụng thì mình có những lưu ý gì dành cho các bạn và những điểm mạnh cũng như là điểm yếu của nó là như nào? Chúng ta cùng làm rõ trong video ngày hôm nay. Và các bạn nên nhớ rằng đây sẽ không phải là video đánh giá chi tiết mà sẽ là những cái thứ mà các bạn nên lưu tâm mà thôi, điểm mạnh cũng như điểm yếu mà mình vừa nói phía trên. Nói ngay về thiết kế thì các bạn sẽ thấy rằng đây là một sản phẩm điện thoại đánh rất mạnh vào giới trẻ và mình sẽ nói cho các bạn ở hai cái ý kiến mạnh mẽ của nó. Về khả năng cầm nắm như mình nói ở trên ấy thì đây là một sản phẩm điện thoại nó hoàn thiện rất là tốt. Các bạn đều có thể thấy rằng cái Honor 10 Lite mang lại cho mình một cảm giác cầm nắm rất êm và mượt. Cái điểm mạnh của nó nằm ở chỗ là so với những cái đối thủ cùng phân khúc thì cái sự khác biệt nằm ở phần viền màn hình cũng như là phần mặt lưng đã được kết nối một cách rất liền mạch và kèm theo đó là các bạn có thể thấy rằng cái phần mặt lưng nó rất là mềm mại. Nó được vắt cong và tránh được nhiều cái cảm giác cấn khi cầm nắm trong tay. Và các bạn có thể nhìn thấy là cái phần màn hình, cái phần viền này so với khung viền, mặc dù là có phần chênh hơn một chút, tuy nhiên cái phần chênh này nó được hoàn thiện không hề vô duyên một chút nào, giống như những sản phẩm như là Oppo F9 hay là F7 và thậm chí là những cái sản phẩm đắt tiền hơn như là Oppo R17 vẫn có cái phần màn hình viền hơi chênh lên một chút. Và nó cũng sẽ được vắt chéo một chút để tăng cái trải nghiệm cầm nắm tốt dành cho các bạn. Về phần màu sắc thì các bạn đều có thể thấy rằng thay vì sơn lên những cái chiếc điện thoại của mình một cái màu rất là trơn thì các bạn đều có thể thấy rằng Honor 10 Lite có ở đây một bộ cánh cực kỳ tuyệt vời. Và cái điểm mà mình thấy phấn khích nhất đó là chúng ta sẽ có 3 lựa chọn màu đây. Thứ nhất là xanh Sapphire, thứ hai là đen Midnight Black, thứ ba là xanh Blue Sky mà hãng đặt tên tiếng Việt là xanh băng tuyết. Và đây cũng chính là cái điểm quyết định cho cái phong cách của Honor 10 Lite. Bởi vì các bạn đều có thể thấy rằng những cái màu sắc tương tự này gần như là độc nhất vô nhị ở trong cái phân khúc tương đương. Và mình cũng đã từng chia sẻ cho các bạn về cái thẩm mỹ của cái chiếc điện thoại nó ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào. Cái điện thoại xấu thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ không có quá nhiều cảm hứng khi sử dụng nó. Và đôi khi các bạn tỉnh dậy cầm một chiếc điện thoại nó nhàm chán trên tay các bạn chẳng muốn sử dụng rồi. Tóm lại là các bạn có thể thấy Honor 10 Lite xứng đáng là sản phẩm có thiết kế tốt nhất trong phân khúc tầm giá như thế này. Và nếu như các bạn bỏ qua cái thiết kế hoàn toàn bằng nhựa của nó thì mình thấy rằng khả năng thiết kế của nó và cái khả năng hoàn thiện nó có thể tương đồng và so sánh với sản phẩm phân khúc cao hơn, thậm chí là cận cao cấp. Cái điểm tiếp theo mà mình nói đến song song với phần thiết kế đó chính là màn hình. Thì mình tin với các bạn đó là cái màn hình là một trong điểm mạnh nhất mà mình yêu thích trên chiếc điện thoại này. Và trong cái phân khúc giá khoảng 5-6 triệu thì các bạn đều có thể thấy rằng là những cái màn hình giọt nước tương tự như cái màn giọt mưa của Honor 10 Lite đã có trước đó rồi. Một vài hãng ví dụ như là Realme, Vivo hay là Oppo cũng đã trang bị lên đây trước. Và có thể nói là Honor cũng đã rất là nhanh chóng trang bị lên đây các bạn một cái màn hình giọt mưa như thế để có thể bắt kịp xu hướng của năm 2019. Và mình cần phải nói với các bạn rằng là trong cái tầm giá này thì màn hình tay thỏ vẫn đang chiếm số lượng rất là đông đảo, đặc biệt là những cái chiếc điện thoại như là Vsmart, Xiaomi, vân vân. Và rõ ràng là những cái màn hình tay thỏ vốn đã bán khá là phổ biến trên thị trường thì nó mang lại chúng ta một cảm giác cực kỳ nhàm chán rồi. Và với cái xu hướng của năm 2019 thì cái màn hình giọt mưa ở trên chiếc Honor 10 Lite thì mình tin rằng đây sẽ là một cái xu hướng mới mà chúng ta đón đầu bắt kịp, thì các bạn vẫn có thể sử dụng một cách rất là mốt và thời trang hiện đại cho năm tới. Đó là về cái thiết kế màn hình, còn trải nghiệm thì nó mang lại cho mình một cảm giác cực kỳ tốt bởi vì cái màn hình của Honor 10 Lite nó rất là trong và mình cảm thấy cực kỳ dễ chịu khi sử dụng nó, bởi vì dù sao đây vẫn là một màn hình rất là nịnh mắt. Với cái thông số mà mình đo được của cái màn hình này nó lên đến 500 nits trong độ sáng thì nó mang lại cho mình cảm giác sử dụng rất là tuyệt vời so với ngoài trời. Nếu các bạn so với một vài sản phẩm khác của Xiaomi hay là Samsung trong tầm giá thì các bạn sẽ thấy rằng những cái màn hình này không tốt lắm, bởi vì là Xiaomi thường là nhợt nhạt, còn Samsung hơi bị gắt mắt quá. Còn với cái màn hình Honor 10 Lite thì mình cảm thấy thực sự tuyệt, bởi vì với một người mà sử dụng điện thoại nhiều như mình, cường độ sử dụng quá cao, thì mình thấy rằng cái màn hình này nó làm cho mắt của mình thực sự cảm thấy rất là ổn. Đó là những cái trải nghiệm rất là bên ngoài, rất là chung chung về thiết kế cũng như là màn hình. Và chúng ta cùng nói đến những cái phần sâu hơn, đó chính là về hiệu năng, tính năng cũng như là chức năng thông minh của chiếc Honor 10 Lite. Với chiếc Honor 10 Lite thì các bạn sẽ được trang bị ở đây con chip là Kirin 710. Và chúng ta hãy cùng nói đến trước đó chính là cái phần mềm cũng như là cái khả năng sử dụng nó. Thì cái điểm đầu tiên đó chính là chức năng và tính năng của sản phẩm điện thoại này. Thì cái thứ ăn điểm nhất trên Honor 10 Lite mình phải nói với các bạn đó chính là cái khả năng dễ sử dụng của nó. Nếu như những cái sản phẩm điện thoại khác của Android các bạn sẽ phải mất một thời gian khá là lâu để làm quen, thì EMUI ở trên Honor 10 Lite rất dễ sử dụng và nó mang lại cho các bạn một cái cảm giác rất là thân thiện. Chúng ta sẽ không có quá nhiều tính năng ôm đồm vào đây để khiến cho các bạn bị rối, nhưng mà các bạn vẫn được đảm bảo những cái tính năng nó rất là thời thượng ở đây, ví dụ như là cử chỉ vuốt giống như những chiếc loại iPhone thế hệ cao, hay là những tính năng rất là hay ví dụ như là nhận diện khuôn mặt này,
hoặc là các bạn có thể tùy chỉnh những cái âm thanh mỗi khi các bạn cắm tai nghe và nghe. Đây là những tính năng mà mình thấy rằng không ngờ là nó có trên chiếc điện thoại như thế này. Và thêm một điểm nữa, mình thấy rằng so với những chiếc máy Huawei cùng tầm giá thì Honor 10 Lite được trang bị ở đây một bộ icon nó rất là dễ nhìn, nó rất là đơn giản. Nó không có cái cảm giác hơi quê mùa một chút trên cái bộ icon. Nếu là nói về hiệu năng thì chúng ta phải nói ngay đó là quá trình sử dụng Honor 10 Lite nó không có cái sự giật lag nào với những app hàng ngày. Và có thể nói Honor 10 Lite nó phục vụ cho mình cực kỳ tốt với những cái tác vụ như là lướt mạng xã hội, lướt web, sử dụng Facebook, Instagram vân vân. Tuy nhiên là hiệu năng để chơi game không phải là một điểm mạnh của Honor 10 Lite, bởi những cái game nặng như là PUBG Mobile thì mình thấy rằng không quá thoải mái khi chơi. Mình đã làm ở số 3 phút gaming lần trước, các bạn có thể click vào và xem. Và Honor 10 Lite có cái sự giật lag nếu như các bạn mở max setting với những tựa game nặng như là PUBG Mobile. Và với thiết lập mức độ phù hợp thì máy sẽ cân bằng xử lý tốt hơn. Và đó là điều có thể chấp nhận được khi mà Honor 10 Lite không được sự tập trung vào trải nghiệm gaming như là những sản phẩm Honor Play. Chúng ta sẽ chỉ có con chip là 710 ở đây thôi. Tuy vậy thì cảm nhận chung của mình là con chip Kirin 710 này vẫn đáp ứng đủ nhu cầu. Nhưng mà các bạn vẫn nên nhớ rằng đây không phải là sản phẩm tập trung vào gaming. Trải nghiệm thứ tư mình muốn nhắc đến cho các bạn đó chính là về camera. Camera selfie chính là điểm mạnh lớn nhất của Honor 10 Lite. Và các bạn sẽ thấy rằng thông số camera selfie là 24MP của độ f2.0 và AI sẽ được trang bị trên cả hai cụm camera trước và sau. Với camera selfie thì các bạn có thể nói rằng Honor 10 Lite làm rất tốt trong điều kiện đủ sáng. Các bạn có thể nhìn thấy một vài cái bức ảnh mình để dưới đây. Camera selfie của Honor 10 Lite ở chế độ chụp selfie xóa phông cũng làm rất là ổn. Và các bạn thấy rằng mặc dù chúng ta chỉ có một camera mà thôi, tuy nhiên là AI cũng như là khả năng xóa phông bằng thuật toán làm vẫn rất là ổn. Và mình thấy rằng nó làm việc khá là thông minh, bóc tách chủ thể một cách rất là rõ ràng. Với camera chính thì khả năng chụp chân dung xóa phông còn tốt hơn, bởi vì các bạn đều có thể thấy rằng chúng ta được trang bị camera kép ở phía sau. Honor 10 Lite nếu mà nói về AI ấy, thì trong điều kiện đủ sáng thì trí thông minh nhân tạo của nó nhận dạng khá là nhanh những cái chủ thể như là cây, hoa, trời âm u, và màu sắc cho ra trên camera của Honor 10 Lite khá là nịnh mắt. Và các bạn đều có thể thấy rằng cái giải nhạy sáng khi mà thể hiện khi các bạn bật cũng như là tắt AI camera cũng đều được thể hiện rất là tốt. Và cái trí thông minh nhân tạo cũng sẽ giúp cho các bạn nếu trong một vài trường hợp là nó sẽ giảm noise đi và nó giúp cho các bạn có được những bức ảnh có được cái thẩm mỹ tốt hơn. Cuối cùng thì chúng ta sẽ nói một chút về thời lượng pin. Thì các bạn đều có thể thấy là Honor 10 Lite trang bị chúng ta viên pin là 3400 mAh. Thoạt nghe qua thì có thể thấy là cái dung lượng pin này nó không quá cao, nhưng các bạn nên nhớ rằng đây không phải là một sản phẩm đánh mạnh vào khả năng cần pin nhiều, đặc biệt là chơi game mobile nặng. Thế nên là mình thấy dung lượng pin 3400 mAh cũng gọi là đáp ứng được tạm ổn cái quá trình sử dụng của mình. Trong 2 tuần trải nghiệm Honor 10 Lite thì mình thường bắt đầu sử dụng chiếc điện thoại này vào lúc 8 giờ sáng với 100% pin, với cái SIM ở trong này là Vinaphone 4G, và mình có sử dụng 4G khá là thường xuyên. Và với cường độ sử dụng như thế thì máy có thể trụ được đến khoảng 10 giờ tối. Đối với cá nhân mình thì đây không phải là một thời gian dài. Thế nhưng mà nếu như bạn nào không sử dụng 4G nhiều như mình thì mình nghĩ rằng nó hoàn toàn có thể sử dụng trụ được tốt hơn, hoặc là một ngày rưỡi, tùy theo cái cường độ sử dụng của các bạn. Và nếu như một sản phẩm điện thoại không chơi game như này, mình tin rằng 3400 mAh là đủ cho các bạn. Như vậy chúng ta sẽ cùng đi phần tổng kết về cái sản phẩm Honor 10 Lite sau 2 tuần mình sử dụng nó. Thì mình thấy rằng đây sẽ là những điểm mạnh dành cho các bạn. Thứ nhất đó là thiết kế rất là đẹp, bắt kịp xu hướng với màn hình giọt mưa và thời trang với một cái màu sơn rất là tốt ở mặt lưng. Tiếp theo đó là cái màn hình của chúng ta có khả năng hiển thị rất là đẹp, và tiếp đó là chúng ta sẽ có camera selfie tốt, trí thông minh nhân tạo trên camera hoạt động rất hiệu quả, và cuối cùng đây là một sản phẩm rất dễ sử dụng, nó thân thiện dành cho người dùng và nó dễ tiếp cận với bất kỳ ai trong mọi lứa tuổi. Cái điểm yếu của nó chúng ta sẽ có hai thứ. Thứ nhất đó là camera sau tốt, nhưng theo mình là camera chính của nó không quá xuất sắc giống như những chiếc điện thoại cùng tầm giá khác. Và thứ hai là hiệu năng không đủ quá mạnh mẽ để có thể chơi trải nghiệm những game nặng ở cái cường độ cao, và nó sẽ không dành cho người tryhard gaming. Đây sẽ là chiếc điện thoại phù hợp với giới trẻ hơn, năng động và không chơi game. Các bạn nghĩ sao về sản phẩm Honor 10 Lite? Các bạn có thấy rằng nó xứng đáng một sản phẩm để mua chơi trong dịp Tết này hay không? Các bạn đừng quên để lại ý kiến comment phía bên dưới. Mình rất mong nhận lại được những cái lời đóng góp của các bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Thú nhận với các bạn, mình thấy rất là ưng khi mà sử dụng nó.